Trong tập này, chúng ta sẽ nói về Tier. Chúng tôi hiện đang ở Silver 2. Bậc là một khái niệm đa chuỗi, vì vậy số dư của bạn là tổng số dư bậc trên tất cả các chuỗi. Có 9 bậc cho người chơi cá nhân, 3 bậc cho mỗi cấp, đồng, bạc và vàng. Vì tiền thưởng bậc là một phần trong hệ thống phần thưởng của chúng tôi, bậc cao hơn sẽ mang lại phần thưởng cao hơn. Đáng chú ý, hạng vàng cho phép tham gia nhiều phiên và miễn phí bảo hiểm. 3 hạng cao nhất khác được thiết kế đặc biệt cho các guild. Ngoài phần thưởng cao hơn và nhiều phiên cùng một lúc, còn có nhiều lợi ích khác dành riêng cho các hạng này. Chúng tôi có thể rút từ số dư của chuỗi hiện tại, rút 5.000 BCMC và đưa chúng tôi trở lại Silver 1. BCMC đã rút sẽ được trả lại vào số dư của chúng tôi ngay lập tức. Nhưng hôm nay chúng ta hãy thử nạp tiền thay thế. Số dư, chúng tôi có hơn 2.000 BCMC trên Ring Buy và 8.000 BCMC trên Binance Testnet. Nạp 5.000 BCMC sẽ đưa chúng ta đến Silver 2. Hãy thử nó. Chúng tôi sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ số tiền này vào hợp đồng bậc. Giao dịch hoàn tất. Nhưng số tiền này bị khóa trong một khoảng thời gian trước khi được tính. Thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn trên Mainnet.